Đội thách đấu không ai khác, Quách Ngọc Tuyên, Lê Dương Bảo Lâm và Thần Đồng Long Nhật. Trời ơi, sao vậy? Trời ơi. Vì sao chúng ta lại thách đấu một đội quán quân khác vậy? Dạ, cái này không thách đấu, cái này là tụi em muốn vào chơi thôi. Cái gì mà thế hệ đầu tiên nó cũng ok hơn. Mùa 1 thì người ta sẽ nhớ đến hơn. Đúng rồi. Và đó, cái gì cũng vậy, cái này thế hệ F2. Đúng rồi. Đàn em của mình đó. Người ta nói là cái thế hệ vàng đó. Còn các em đây thế hệ chúng ta là thế hệ vàng. Đúng rồi. Mùa đầu tiên thế hệ vàng. Đúng rồi. Anh mà em nghe nói là tuổi trẻ ghê gớm lắm. Tuổi cái đầu năng động lắm. Đúng rồi. Họ rất là năng động, họ rất là giỏi. Nhưng mà ngừa non là hậu đá. Còn chúng ta gừng càng già càng cay. Ủa cái này em hơi thắc mắc nè, anh thắc mắc nè. Dạ, thử coi thắc mắc có đúng không nha. Đội của mấy anh đó là thách đấu tụi em được mời tới đây để bị thách đấu chứ có háo đá gì đâu anh. Thì đó, em cũng suy nghĩ như vậy. Tụi em giữ được chức quán quân đó một tuần nè. Em chấp nhận thách đấu là em đã háo đá rồi. Nghe anh nói cho nghe nè. Chẳng qua là từ Trận An lo lắng hồi từ nội cho yên tâm rồi thôi chứ từ đây hả thua là cái chát vậy không phải thua mà mình cũng thua chắc rồi thua. Không biết sao mà lại bên này nè, bên này thua là cái chát nè. Không, em thua chứ tụi em thua là em thua rồi thôi, để bên này thua cho để em thua cho để em thua cho em chạy lần sau anh nhé. Đi đâu vậy? Thôi mà anh MC mà anh đi đâu vậy? Mời vào vị trí. Không có sự tồn tại của em này.